Xin chào tất cả các bạn, tôi là chủ Phá Đài. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với video kỷ niệm 1 năm tuổi của kênh Phá Đài Một Người. Wow, quả là thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã được 1 năm kể từ video đầu tiên được tôi upload trên kênh. Và từ đó đến nay, nhờ vào sự ủng hộ của các bạn, Phá Đài Một Người đã có cho mình gần 4.000 người đăng ký. Có thể đối với các bạn đây là một con số nhỏ, nhưng đối với tôi, nó thực sự có ý nghĩa rất lớn và là nguồn động lực để tôi tiếp tục phát triển kênh. Vậy nên, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn đã xem, like video và đăng ký kênh trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là các hội viên của kênh. Năm 2023 đã đến và tôi rất mong Phá Đài Một Người sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các bạn với những video mới và thú vị hơn nữa trên kênh mà tôi đang rất nóng lòng muốn đem đến cho các bạn. Một lần nữa, xin cảm ơn vì 1 năm tuyệt vời mà các bạn đã tạo ra cho Phá Đài Một Người. Tôi là chủ Phá Đài, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và xin chúc mừng năm mới. The Emperor Protects.